Ở cá đây nè. Có Bắt một ít ốc rồi, mua một ít ốc rồi. Bắt cá. Quý vị và các bạn đang xem người dân bắt cá rất là thú vị. Có hai có hai ba con nữa. Hai ba con nữa. Có đứa nào để nhà. Dạ. Hai ơi. Ôi. Cháu một bao trên mũ nó đây nha. Ôi ơi. Cá nhiều quá. Có phi hay cá gì vậy? Phi. Giếc. Có cá giếc kéo không anh? Cá giếc. Giếc nhiều. Mua vài cái này. Có cân không? Có cân không? Có cái gì để cân không? Hay ước lượng đấy. Ước lượng. Mua cá giếc. Cá này hoang dã ăn ngon lắm. Cá này cá giết là ngon. Cá giết kho kho đi. À đi rồi chưa? Có các có các quả ở tại cá giết về mẹ nó ăn được quên mất. Cá rô phi chắc là ăn được cái gì? Không mềm, không mềm với đây đang còn kiêng kiêng cá đồng ạ. Quên mất. Mẹ nó ăn được thì hầu ăn được. Có cá quả kìa, có cá quả ấy. Hả? Có cá quả kìa. Có quả bé. À không. Cá. Có lửa anh ạ. Thì ném lên. Không có lửa anh ạ. Thì em lại không hút thuốc. Làm con nào. Cá quả bé. Quả được không? Rô phi. Đây rô phi. Rớt nè, cái đấy bị rớt nè. Con cá leo này nhỏ. Ôi anh kỳ điện cho cái máy nữa. Rớt đang ở dưới đấy nước lôi. Đâu nó không có. À có anh này có. Rồi. Đây là chị đưa đi chợ bán đấy chứ. Đồng thả chứ. Rô phi bán thế nào đây? Rô phi bán to hay là bé? Đây cái loại này rô phi không phải đây. Đây à? Thắng mua ít. Đây mấy cân? Đang gắn xấy mà lại còn chắc. Nhau không? Đấy ăn nhau kìa. Nhau ăn ngon, nhau đồng ngon lắm. Với nhau ăn ngon mà hả? Nhau đồng ngon, cái con này. Đấy, cái nhau. Đấy, nhau về máy đâu? Đấy, nhau về ông đuôi đâu? Rồi. Con này. Ôi, con này khó kéo thế này. Phi này. Ui. Phi này rẻ lắm. Bẩn. Chút quá. Ai vào sơ vào đấy một tiếp. Cá này rẻ. Rẻ lắm, cá này mình ăn ngon. Đặc biệt là hoang dã. Cá này cá ao ra. Không, cá này ở hoang dã. Cá đồng cá xuống. Đồng quên mất đợt này không thì mua cái mớ cá giếc. Cá giếc này ăn ngon quá, cá to rồi thằng. Hay là ăn cá giếc? Còn nhau đấy luôn. Hay là ăn cá giếc nữa nha. Thôi. Có ăn cá giếc được không? Thôi cứ lấy chỗ này thì các bác hãy chụp thôi. Có gì là đắt đâu. Bao nhiêu? 20.000. Cho nó rửa cả đi. Lấy cả đi. Sạch lấy cả đi. Dán luôn. Cần quá gì rửa. Rửa đâu được. Túi rồi. Tôi sạch rồi. Sao không có con nào ngon luôn. Này ăn ngon thì có chép. Ngon quá. Lấy mấy con này, mấy con. Cái cá này nó chắc thịt nó ngon hơn cá chép.
nhiều thì ăn giết đồng với nha, con được ăn giết cạn nha các anh nhá. Con này nó bẩn bẩn đấy. Nhẹ nhớ tung văng này cô. Con lấy thêm gì nữa. Con lấy thêm gì trên này không đấy. Cái này kho cho tôi nục xương ăn. Còn có quả vừa ném lên đấy nhỉ? Còn có quả này. Vừa ném lên đây. Ném con này xuống thế này đi. Con này ấy. Con này nha. Ở đây nha. Bác cứ ném xuống đấy đi. Đặc biệt là cá sạch. Bẩn áo cho mày. Đem về làm cá đem. Cá này đem về rán lên ngon lắm á. Nhiều cá đấy nhỉ. Nhiều. Thêm túi này nhé. Cái đoạn mương này đợt vừa rồi rút là rút hết đúng không ạ? Cái học năm đấy là còn nhớ là suy luận rộng nghĩ nghĩ ra là cái cảnh áo lâu nhục rồi. anh kia cái thằng kia là lặn cái mũi ông ơi bỏ cái mũi ra. Bỏ cái mũi ra cho ông chụp kêu anh quay quay quá rồi ông ơi. Nó tự nói vào cho vui chứ. Nông dân đây rồi. Anh bỏ cái mũ. Cái đâm nhìn này cái mặt. Đây đây con cắn đầu kìa. Đây, con quả đây. Họ bắt họ ném lên đấy à. À các quả sẽ lấy cho tôi. Lên ra khắp con bể lên cho mà xem. Một cái là sụt tin cho cả thế giới mà luôn. Trên kia nó còn nhiều kìa, cái nửa trên kia chưa bắt kìa. Cái nửa trên kia chưa bắt đến. Bọc cương mang cái thứ về thôi Hùng ơi. Này Kiệm ơi, cháu mới cương lên dọn các thứ mang về dưới nhà thôi. Con gì vừa vứt ra con trai hay con gì nhỉ? Đi về ấy. Bây giờ có nhiều cá chứ để tôi mang lên đi đổ như thế. Đổ ở đâu ấy chị, đổ ở chợ hả? Đâu, đổ vào cái tráng. Cái tráng là cái gì, ao á hả? Cái tráng xong rồi để cho nó sạch sẽ ăn vun rồi ra để lấy buôn. À. Cho vào đi buôn cho nó trong. À. Thì đưa lấy cá rô không? Ừ. Rồi,
Ôi, to quá. Dạ, cho lên đây để mẹ đi luôn. Cá quả hả? Cho lên đây thôi, đi thôi. Để thả con chết mất. Con cá gì bên kia kìa, bơi bơi bên cận bên kia kìa. Đừng sợ làm thế. Vừa mới có con cá quả hậu ạ. À, em có lấy thì lấy. Cái cá dọn bể đấy là vứt lên cho nó chết đi, vì cái đấy là nó ăn những cái loại khác đấy. Bố cẩn thận, có cái điện thoại kia. Cái con dọn bể là nên giết diệt nó đi chứ nó phá những con khác đấy. Đó là cá gọi là động vật. Lên lên chúng kia đi cháu. Phá hoại, như ốc bươu vàng luôn. Đó, như ốc bươu vàng luôn, phá hoại. Nó ra môi trường nó phá hủy môi trường cá. Nặng quá không lên được anh. Nhiều trai lắm. Thùng ơi, đâu cho anh đấy cái. Quá. Ui, cá gì nè, cá gì nè. Cá gì nè. Đừng nghịch kiếm. Chở bán luôn mà. Đâu còn đưa về cho vào chỗ sạch đã. Đi đi thôi, gói hết tất cả. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.